bảo cái nội thất là sướng đúng không anh em đây cũng uh, phục vụ hết mình với anh khách hàng đây hai giờ ba phút sáng mà vẫn đang uh, tập trung để làm nốt để giao nhốt chiếc xe cho khách hàng cuối cùng của trong ngày đây đấy thì cái chiếc xe mg 5 này thì bản thân của chiếc xe nó đã là bi led rồi anh em nhé đây anh em có thể thấy, thấy nguyên là cái cụm đèn bi led này nó rất là to và, và nói chung là nó rất là to cái độ trị nhưng mà cái độ sáng của nó rất là kém cái nhà sản xuất thì giờ ra là có thể sản xuất cái đèn bi led nó sáng hơn một chút để cho anh em nó đi xe đèn nó sáng hơn nhưng mà với đường xá việt nam thì thật ra là với con này thì nó không đủ điều kiện để chiếu sáng khi mà anh em đi cao tốc này và đèn nó rất là mờ Đấy. anh bác chủ thì có qua bên em để nâng cấp đây nguyên một bộ đèn bi led v hai mươi Đấy, thì bộ đèn led này thì đã là cái dòng bi quốc dân nhé anh em đã nâng cấp cho thời gian rất là dài khoảng hai ba năm nay rồi và nó vẫn là cái mã led được anh em ưa chuộng đây, anh em có thể thấy là bi được lắp vào vị trí đèn zin của chiếc xe này và ánh sáng anh em có thể cho thấy là ánh sáng của đèn bi x lại 20 cho ra ánh sáng có thể sáng hơn gấp 2 đến 3 lần so với đèn nguyên bản và hội đèn thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt anh em có thể thấy đây chế độ pha của bộ đèn này Đấy. với nhiệt màu là 5.000 thì cho ra ánh sáng ngả vàng không quá trắng mà không quá vàng ánh sáng đi rất là nhã và cái cho cái, Để anh em trải nghiệm những cung đường dài không bị mỏi mắt Đấy và với đơn ánh sáng chiếu ra đèn cốt thì không không chói mắt cho người đối diện đấy và chỉ cần nâng cấp một cái bộ đèn như thế này thôi vào cái vị trí đèn zin của anh em như thế này là anh em đã đủ chiếu sáng và trải nghiệm đủ mọi cung đường đều là đảo đảm bảo cho anh em di và di chuyển còn anh em mà chưa biết nâng cấp đèn đâu nhá hãy đến với Agla Thái Nguyên đây nửa đêm rồi và bên em vẫn còn cố gắng để mà phục vụ cho các bác cảm ơn các bác